Những điều có thể bạn chưa biết về băng hải tặc tóc đỏ trong One Piece phần 1. Ở thời điểm hiện tại, qua phần phim mới mang tên One Piece Red, tác giả Oda đã giới thiệu cho chúng ta thêm nhiều thông tin về băng hải tặc tóc đỏ. Thứ nhất, có khả năng xuất thân của săn tóc đỏ là con của một thiên long nhân. Điều đó được củng cố qua chi tiết khi Roger và Rayleigh tìm thấy săn còn bé trong một rương kho báu với trang phục quý tộc, và hòm rương vàng này nằm trên hòn đảo God Valley. Điều đó cho thấy giữa săn tóc đỏ và Rocky Sibet có một mối liên hệ nào đó. Có một giả thuyết cho rằng Rocky Sibet đã bắt cóc một gia đình thiên long nhân, dẫn đến việc Buttercorn đã được nổ ra và Đô đốc Gap đã được điều đến God Valley để tiêu diệt băng hải tặc Rocky Sibet. Sau khi đến hòn đảo God Valley, Đô đốc Gap đã vô tình bắt gặp Roger tại đó và liên thủ với nhau. Sau trận chiến, Roger đã tìm thấy săn tóc đỏ trong hầm vàng với trang phục quý tộc. Điều đó củng cố lý do tại sao săn tóc đỏ với thân phận là một tứ hoàng lại có thể tự ý ra vào thánh địa Marineford và gặp trực tiếp Ngũ Long Tinh á.